chào mọi người đã quay trở lại kênh Trình Nhật Quang TV. Và hôm nay hiện tại Quang ở Đà Lạt và Quang chuẩn bị review cho mọi người một nơi rất là nổi tiếng ở Đà Lạt, đó là đồi chè Cầu Đích. Và bây giờ Quang sẽ quay vài vòng cho mọi người xem nha. Đồi chè Cầu Đích là một trong những địa điểm rất là nổi tiếng của Đà Lạt. Và khi mà mình đến Đà Lạt thì mình phải qua cái điểm này check in và mua chè ở đây về uống. Thì đôi chè này được hình thành cách đây khoảng hơn 100 năm rồi. Trước đây là người Pháp, người ta xây dựng đồn điền chè và sau đó thì người ta để lại. Và từ lúc đó thì dân Việt Nam mình bắt đầu là trồng chè ở cái khu vực này. Đấy, mọi người nhìn xem nguyên một đôi chè, view rất là đẹp luôn. Thì đôi chè cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 25 km. Đôi chè nằm ở thôn Trường Thọ và xã Lân Trường, một trong 4 xã ngoài thành Đà Lạt. Khi trước ở bên này đẹp lắm, ở bên này là nguyên quán cà phê này và nguyên cái đôi chè. Đứng bên này nhìn qua đôi bên kia mà bây giờ người ta đào bởi, người ta xây dựng cái gì nhiều quá. Nên là nó chỉ còn là cái góc bên này thôi. Ở đây là nó cách thành phố Đà Lạt 25 km. Khi mà các bạn đến đây thì các bạn có rất nhiều, có thể đi phương tiện là bằng xe máy hoặc là mình đi xe ô tô. Đấy, thì nếu như sai xe thì nên đi xe máy, thì đường nó rất là quanh co, đi rất là chóng mặt. Quang sẽ chia sẻ thêm cho mọi người thêm một cái kinh nghiệm, đó là mọi người khi mà mọi người đi đôi chè Cầu Đích, mọi người nên đi cái tầm thời gian trước 9 giờ sáng hoặc là sau 4 giờ chiều. Đấy, vì sao? Vì khi mà mình đi cái thời gian đó mình có thể bắt được bình minh hoặc là mình bắt được hoàng hôn ở bên kia hoặc bên này mình bắt được bình minh, nó rất là đẹp. Đó, thì đi những cái cung thời gian đó sẽ cho mình ra những cái bức ảnh rất là đẹp luôn. Bên này là đôi chè. Bên này ở trên này người ta cũng nuôi ngựa. Đó, có xây dựng qua cho mọi người xem con ngựa. Ở dưới kia là thị trấn Cầu Đích. Phường Cầu Đích, xã Cầu Đích. Đó, bên này có con ngựa này, mình qua xem con ngựa nó ăn gì. Hello chú ngựa. Chào cậu. Ngựa người ta thả hoang dã nha mọi người. Ở đây ngựa người ta thả đi như vậy đấy. Đó, ăn cỏ, ăn lá, ăn tre. Đó, thì một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều đã đồng hành cùng kênh Trình Nhật Quang TV. Và khi mà mọi người chuẩn bị ra Lạt thì hãy nhớ đến cái đôi chè Cầu Đích này để chúng ta check in cho mình nha. Giờ con xin chào và hẹn gặp lại. Hello, chào mọi người đã quay trở lại kênh Trình Nhật Quang TV. Hiện tại Quang ở Đà Lạt và hôm nay bây giờ Quang sẽ đi review cho mọi người cái vườn hoa cẩm tú ở Đà Lạt nha. Hoa cẩm tú là một loài hoa mà cách đây khoảng 5 năm về trước thì ở Đà Lạt nó chưa phổ biến mấy. Nhưng bây giờ thì sau 3 năm thì có một cái đôi chụp ảnh cưới, người ta chụp ảnh hoa cẩm tú và người ta chia sẻ lên mạng. Và lúc đó trở nên một cái hiện tượng sốt hoa
Cẩm Tú nên bây giờ là rất là nổi tiếng Đà Lạt. Khi mà mọi người đến Đà Lạt thì phải check in hoa Cẩm Tú. Đấy, bây giờ Quang sẽ lên review vườn hoa Cẩm Tú, cánh đồng hoa Cẩm Tú câu. Bữa hôm Quang đi quán, bữa hôm mình đi quán đi luôn. Cú à, bữa hôm mình đi quán chỗ đi luôn đi. Ôi dạ. Đấy, chỗ này Quang đến lên từ 2 rồi đấy. Đây là giá vé. Đó. Trên 1m2, 73 là 30.000. Giờ 1m3 là 15.000. Đấy, cũng hợp lý. Đoàn cưới 200. Minh mẹ mấy người hả? Mấy người hả? Chờ tí. 1 vé 30.000 hả? Dạ đúng rồi. Dạ mọi người cứ vào thì em đếm nha. Em vào em quay nha. Dạ. Ở đây. Ở đây là toàn hoa Cẩm Tú, có hoa gì không? Dạ, có nhiều loại hoa ở dạ. Dưới nè. Vẽ vào cổng là 30.000 nha mọi người. Đấy, đầy đủ hết, có hoa Cẩm Tú. Đây, đây gọi là hoa Cẩm Tú này. Thấy chưa? Thơm không? Không có mùi gì hết. Đấy, có cửa sổ tươi này, mặt trắng này, nấc thang lên thiên đàng này, lên thiên đàng nhé. Được thấy thiên đàng nơi đây nguy nga, hàng em bay bay trắng ngàn, từ xa tiếng hát thật dài lời ca. Vâng, về tiếng đâu? Lên thiên đàng. Thảo hoa luôn. Tông hoa bạn vẽ du lịch có câu banana phiên bản Đà Lạt. Đây ra đây xem ngắm view nè. Cái này mới đầu tư. Có rất là nhiều người hỏi trên mạng đó là hoa Cẩm Tú này thường thường nở vào tháng nào thì hoa Cẩm Tú này thì Quang hỏi ở trên chủ Pháp này thì người ta nói là hoa này thường thường nở vào cuối tháng 5. Đấy, vào tháng 5 và cho đến hết trong năm, hết mùa. Đấy thì thường thường là mùa hè và mùa du lịch thì hoa này rất là đẹp. Đấy, tháng 5 trở đi nha mọi người, tháng 5 đến tháng 12 đi, cho tháng 12 là hoa sẽ rất là đẹp. Hiện tại là Quang đi tháng tháng 5 đấy, đó đâu tháng 5 luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vừa rồi là Quang đã review cái vườn hoa như thế này. Đấy, đây là một cái mô hình kinh doanh và cũng là một cái mô hình du lịch rất là tuyệt vời. Đấy, nếu như các bạn có thể xem và học và làm theo, hoặc là chúng ta đến tại cái điểm này để chúng ta check in. Bây giờ Quang xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Và bây giờ hôm nay Quang sẽ review cho mọi người một cái nhà hàng buffet rau và một cái điểm check-in rất là nổi tiếng ở nhà ở Đà Lạt. Và cái điểm này đó là tên là Green Hill. Bây giờ Quang sẽ dẫn mọi người đi nha. Ở Green Hill này thì ở đây là có cặp treo đi lên thuyền viên Trúc Lâm. Ngày mai Quang sẽ đi thuyền viên Trúc Lâm quay review cho mọi người. Và ở đây là có nhà hàng buffet rau, ở phía bên này là có điểm check-in rất là đẹp. Bây giờ Quang sẽ quay cho mọi người xem.
Ở bên này có một cái view rất là đẹp nha mọi người, view nhìn núi của Đà Lạt. Tụ điện thoại cổ. Hả? Đây lại vé nữa đi. Mua vé mà. À mua chụp ảnh. Anh em mua chụp đi. Đợi bảy mươi ngàn. Thì kia mua đi. Mua vé mua chụp ảnh đi, đây đẹp quá. Đẹp dữ rồi mà không có. Còn ảnh nó chụp đẹp lắm đi. Đẹp lắm. Đi mua anh. Có chụp biển rồi. Đà Lạt không có gì sáng. Có vẻ đâu thì ai đi thì đi ai đi thì mua 60 một lượng là mất dùm là 80 là 15 mấy người à cho hai hồi gói ra này 1 2 tổ 3 4 5 6 mình mới uống được đó thì mình không cái nào. Chứ là răng, chứ là mua vé mua nước là khỏi mua vé là khỏi mua nước hết đó. Không, mua vé là 60, còn mua nước là 80. Thì mua nước mà uống. Mua được là vô được rồi. Thì cho một trà gương nóng đi. Vô đi anh em, mua vô đi. Chị Mai ơi, mua cho anh em vô chụp ảnh đi, chỗ này đẹp. Lấy đây hai vé. Hả? Không, đi hết đi. Thì đi hết đi, chị Mai mua vé cho anh em thì anh em sẽ đi hết. Đi, mua vé đi. Em uống nước. Uống cà phê em nữa. Đi. À, cho em một ly trà gừng nha. À, ở đây là tên gì em ở đây là quán tên gì đây? Panorama. Hả? Panorama hả? Panorama. À, vậy thì mọi người đây là cà phê Panorama. Cô vào đây là chụp ảnh là 60 ca đến 70 ca. Còn không thì mình mua nước uống. Mua nước là 80 ca. Đi đâu đi khỏi mà. Đi mua nước thì khỏi cái mua vẽ. Mua nước. Mua nước với vẽ là 60, mua nước là 80. Nước à dấu đó cọc. Bỏ quên rồi. Về nước. Cho em một lít trà gừng nha. Rồi em vào review tử nha. Đi mọi người. Đây là tao đây. Được không? Sao sao tay luôn đi. Đàn cổ. Ngồi uống cà phê ở đây. Chỗ này thì quán đi cũng cách đây 2 năm rồi. Bây giờ đi lại quay cho mọi người xem. Đây là cái điểm check-in hồ bơi ở trên cá. Hello mọi người, bây giờ quán sẽ dẫn mọi người vào ăn buffet rau nha. Mình đến Đà Lạt mà mình không ăn buffet rau thì xem như mình chưa đến Đà Lạt. Ở đây là quán Let Gouda buffet rau, một người 69k, ăn buffet rau ngắm view rất là đẹp luôn. Chị Mai vô mua vé đi. Đó. Ở đây là buffet rau, là rau củ quả đầy đủ để mình ăn thoải mái, 69k một người. Khử khuẩn. Không, lên trên ăn xong mà trả tiền hả chị? Chị sẽ kéo 21 ngàn đến, chị sẽ quay video. Đó, như anh em thấy lời hai của vlog chứ. Còn như em nhà em lên số lượng luôn ạ. Ok. Dạ rồi ạ. Caraman. Dạ. Nó cái chị nha. Chị ơi. Ô, nó rồi đấy, chị ơi.
Không có view hả? Đi quay mà không có view hả? Cho cái bàn đó, cái view ngoài ngoài kia. Cho 21 khách rồi anh mình tách bàn ra ngồi thì có view. À, hai giày nước, chỉ hai giày nước. Dạ, bên này. Rồi, ok. Dạ, em lo lo hàng cho tiền. Em review, em quảng cáo cho quán mình luôn. Đây này chị, hai bàn ghét này nè. Rồi ngồi hai giải. Đấy. Ngồi hai giải. À rồi ok, rồi bốn giải luôn nè. À, ăn trưa là phải có view như thế này mới đẹp được này. À, mọi người thấy không? View như thế này vừa rồi quán bán phở lai cám đây và trên này nó bán luôn buffet rau nên mình lên ăn luôn. Rồi bây giờ đi xem ở đây có món gì nha. Đó, ở đây là có rau salad theo mùa. Đây bị khẩu trang mặn. Đây có rau mạ này mọi người. Ờ, chứ đấy, cụ chú chứ quên đấy. Đồ bắp, đồ bắp. Đây đấy cải. Cải. Bắp chuối. Rau kênh này. Su. Rau muống. Cải, bông tơi. Đó là chiên liền. Cải đó, cải ngọt. À, cải ngọt. À, salad. Đây là cải cay. Cùng tới. Đó. Đầy đủ luôn. À, đấy là người ta làm cho mình hai vị, đó là vị chua cay, vị thái và vị bình thường. Đấy thì mình sẽ chọn hai vị. Ở bên đây là có rau củ quả này, bắp này, khoai này. Đó. Su, cà rốt, cái này cụt đầu đó. Cụt đầu đấy đầy đủ. Bên đây có muối tiêu chân. Đây mình lấy muối đi. Lấy muối. À, chào anh Quế Vlog. Đó, Quang lên đây là Quang rất là thích cái muối này này. Đó. Muối này ăn rất là ngon. Chém cái gì vậy anh hả? Đấy, mọi người đến Đà Lạt là phải ghé quán này ăn buffet rau nha. Ngồi 4-3 bên góc đúng không? À, muối, ớt. À. À, rồi. Rồi, bây giờ là rau là... À, bên đây có su này. Su. Đó. À, mọi người gấp mùi gì rau. Hello mọi người, đây là một cái bàn quan soạn ra một buổi ăn buffet rau. Đó, và Quang sẽ giới thiệu qua. Ở đây là có hai loại nước, hai loại vị, một vị không cay và một vị cay. Đấy, nước lẩu. Và món thì đầy đủ hết, có salad này, có rau càng cua này, bắp chuối, su hào, bắp ngô, cải, rau muống, rau kia, rau cải, rau kia. Từng ơ đấy, rau mã và đậu bắp, rau củ quả kho tẩm kho quẹt này. Đó, bên đây là có rau mã siêu bự khổng lồ. Bà chào tất cả các cháu nhá. Bên đây có rau salad này. Đó, và bên đây là có rau mùng tơi. Đó, bên đây có salad. Rồi bây giờ mà quán sẽ ăn review cho mọi người nha. Đây mình thả bắp vào cho ngọt nữa. Rồi đây là mì tôm. Bỏ bắp vào cho ngọt nữa. Đó là mình bỏ rau vào. Đây bỏ cải, bỏ rau muống. Rồi thôi bỏ đồ bắp vào trước đi. Đó, bỏ rau muống, bỏ su vào cho ngọt nữa nha. Về đó có thịt chứ? Không, không có. Thịt là gọi thêm. Ở đây là buffet chắc rau thôi nha mọi người, còn lấy đây là ăn cháy nha, thịt là phải gọi thêm. Ở đây mình sẽ ăn khoai trước, khoai chấm muối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
69k một người. À, các bạn có thể ăn thoải mái. 21 thôi. Ôi trời, ít giờ 4. Ngon nhau luôn, đây còn nước chậm quá. Ăn rồi. Ở đây có bún này. Đó. Cho sôi lên này. Khoan tí thôi con. Đừng là đi hết bắt quán ăn chắc nè. Hôm nay quay nên em bắt thả cho quán ăn một mình. Đấy, trong lúc chờ đợi xôi, mình đang khoai trước đi. Đấy, được xôi là mình thả miếng tôm vào nha. Em để bên này luôn. À, có rồi, em bỏ bên kia. Chị ơi cho em một lon không mát á. Không lạnh. Không lạnh. Mùa đông không lạnh. Đó, mình bỏ mì tôm vào hoặc là ăn bún tùy. Con hơi bị sổ mùi một tí, mọi người thông cảm nha. Còn mắm nếm này, làm chả mắm nếm ăn về bún này hết, bún bay hết. Ở đây là buffet chắc rau thôi nha mọi người, vào lấy đây là ăn cháy nha. Còn mắm nếm này, làm chả mắm nếm cháy nha. Còn mắm nếm này, làm chả mắm nếm cháy nha. Ui cô nhớ đi lấy cho anh bán được mắm cháy nha. Đừng mắm ớt á. Có nước lọc không lạnh đâu. Không ở nước lọc á hả? Ừ. Em có nước trà. Trà gì? Trà gì chứ? Trà gì á? Trà đá bên đây nè. À, trà đá nó không uống mát mát. Thôi để hâm cho nóng rồi quá. Lâu sôi quá. À, cái nếp mình phải bỏ thêm ớt đôi vô nữa mới ngon được. Thôi được rồi, không ngon đấy, ngon. Ăn coi vừa. Sôi như thế này là ăn được chưa chị? Chờ sôi đấy. Rồi, đang chín rồi. Ô, mông tới này. Còn mông tới to, vô hồ. Ăn như bò ăn mất. Còn mông tới. Nó để tươi ngon. Ờ đó. Rồi. Rồi, thử mình nữa, xem thử nha. Được người ta hâm rau củ quả này này nha mọi người. Và người ta dùng để làm được lẩu luôn. Rất là ngọt. Rồi, nói chung là đến Đà Lạt thì chúng ta phải nên ghé vào ăn trải nghiệm món buffet rau. Đấy, vừa rẻ mà vừa ngon và vừa tốt cho sức khỏe. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.
đã đồng hành cùng kênh Tên Nhật Quang TV. Nếu như mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh và subscribe kênh ủng hộ cho Quang nhé. Và bây giờ Quang xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những tập tiếp theo.